Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới, mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Trùm Wagner phủ nhận ý đồ đảo chính. Lý do đặc biệt khiến Mỹ sợ Nga xảy ra bất ổn liên quan đến Wagner. Tổng thống Zelensky thăm binh sĩ trên tiền tuyến. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Lần đầu tiên lên tiếng kể từ hôm thứ Bảy, người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner đã phủ nhận ý đồ lật đổ chính phủ Nga. Trùm Wagner phủ nhận ý đồ đảo chính. Ông Yevgeny Prigozhin đã nói trong một đoạn ghi âm đăng tải trên tài khoản Telegram. Chúng tôi không có mục tiêu lật đổ chế độ hiện tại, được bầu chọn hợp pháp. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, ông Trùm Wagner hoàn toàn biến mất sau khi tuyên bố vào tối thứ Bảy rằng lực lượng của ông đang quay đầu khi trên đường đến Moscow, khi chỉ còn cách thủ đô Nga khoảng 200 km. Người đàn ông 62 tuổi này đã chấm dứt việc phô trương vũ lực, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là đòn đâm sau lưng, sau khi nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đứng ra làm trung gian hòa giải. Phần lớn những gì diễn ra tiếp theo, bao gồm cả nơi trú ẩn của Prigozhin, vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, ông Putin đã có bài phát biểu trên truyền hình vào hôm thứ Hai, đưa ra bình luận công khai đầu tiên của ông kể từ vụ nổi loạn Wagner rằng vụ việc khiến sự tồn tại của Nga bị đe dọa và những kẻ chủ mưu sẽ bị trừng phạt. Ông Putin cảm ơn các chỉ huy và binh lính đánh thuê đã tránh gây đổ máu và nói rằng ông sẽ thực hiện lời hứa cho phép lực lượng Wagner chuyển đến Belarus, ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về với gia đình của họ. Cái tên Prigozhin đã không được ông Putin đả động trong thông điệp của mình. Cũng trong ngày thứ Hai, ông Putin đã gặp những người đứng đầu các cơ quan an ninh Nga, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Một trong những yêu cầu chính của ông Prigozhin khi hành quân tới Moscow chính là sa thải Bộ trưởng Shoigu, cùng với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc binh biến. Lần cuối cùng được nhìn thấy vào tối thứ Bảy, ông Prigozhin mỉm cười và đập tay với những người dân Rostov khi đang trên ô tô rút lui khỏi thành phố miền Nam nước Nga. Prigozhin cho biết các chiến binh của ông đã tạm dừng chiến dịch của họ để tránh đổ máu. Chúng tôi đi biểu tình để phản đối, không phải để lật đổ chính quyền của đất nước. Prigozhin nói, ông trùm này cho biết mục tiêu của mình là ngăn chặn sự hủy diệt lực lượng Wagner và buộc các chỉ huy Nga phải chịu trách nhiệm cho việc làm hỏng chiến dịch quân sự Ukraine. Ông cho biết các tay súng của mình không muốn nổ súng ở Nga và lấy làm tiếc khi phải bắn hạ máy bay Nga đã nã đạn vào họ. Chúng tôi dừng lại vào thời điểm đơn vị tấn công đầu tiên triển khai pháo binh gần Moscow, tiến hành trinh sát và nhận ra rằng rất nhiều máu sẽ bị tổn thất. Ông Prigozhin nói, vào hôm thứ Bảy, ông Prigozhin đã nói rằng ông sẽ đến Belarus theo một thỏa thuận do Tổng thống Alexander Lukashenko làm trung gian. Đặc biệt, ông Prigozhin cho biết Tổng thống Lukashenko đã đề nghị để Wagner hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của nước này. Lý do đặc biệt khiến Mỹ sợ Nga xảy ra bất ổn liên quan đến Wagner. Những căng thẳng mới nhất làm dấy lên những lo ngại từ Mỹ về việc chỉ huy và kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Nga. Theo tờ The Wall Street Journal, diễn biến cuối tuần qua ở Nga liên quan đến vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là lời nhắc nhở mới về một mối lo ngại từ lâu ở Mỹ. Sau vụ việc, các quan chức Mỹ cho biết họ không phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào hoặc thay đổi mức độ cảnh báo với lực lượng hạt nhân của Nga. Nhưng cuộc nổi loạn của Wagner đã làm sống lại những lo ngại đã tồn tại hàng chục năm về việc ai cuối cùng có thể kiểm soát lực lượng hạt nhân của Nga. Bất cứ khi nào bạn thấy một quốc gia lớn như Nga có dấu hiệu bất ổn, đó là điều đáng lo ngại. Khi nói đến vũ khí hạt nhân của Nga, chúng tôi không thấy họ thay đổi quan điểm và chúng tôi cũng không thay đổi lập trường của chính mình. Nhưng đó là điều mà chúng tôi đang xem xét rất rất cẩn thận sau diễn biến mới nhất. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với kênh truyền hình CNN. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 6 năm 2022, phương Tây coi cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng của Moscow là mối nguy hiểm chính. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng đó rằng Moscow đang đặt lực lượng hạt nhân của mình vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu đặc biệt, đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để giành chiến thắng trước Ukraine. Theo tình báo Mỹ, khi cuộc xung đột ở Ukraine diễn ra, Nga đã không có hành động lớn nào để sẵn sàng sử dụng lực lượng hạt nhân của mình, không triển khai thêm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra biển, cũng như triển khai tên lửa di động trên đất liền, dẫn tới mức độ cảnh báo được tăng cường trước một cuộc tấn công có thể xảy ra. Nhưng vụ nổi loạn của nhóm Wagner vào cuối tuần qua đã khiến mối lo ngại của Washington về khả năng gián đoạn kiểm soát của nhà lãnh đạo Nga Putin đối với kho vũ khí hạt nhân trở nên rõ ràng hơn. Nga có gần 4.500 vũ khí trong kho dự trữ hạt nhân được triển khai và lưu trữ trên khắp đất nước, vốn rất rộng lớn. Ngay cả rủi ro nhỏ về việc mất quyền chỉ huy và kiểm soát những vũ khí này cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn nếu một số vũ khí rơi vào tay kẻ xấu
ở cả trong hoặc ngoài nước. Matthew Boone, giáo sư Đại học Harvard, người đã tư vấn cho Nhà Trắng về cách đảm bảo an toàn cho các vật liệu hạt nhân trên toàn thế giới, dưới thời chính quyền Clinton cho biết. Theo như những gì được biết đến rộng rãi, sự kiện này không làm thay đổi tình trạng an ninh, vũ khí hạt nhân của Nga. Nhưng Wagner đã thu giữ được một số loại vũ khí hạt nhân. Liệu điều đó có cho họ đòn bẩy mặc cả để đàm phán một thỏa thuận khác hay không? Giáo sư Byrne nói thêm, chiến tranh và các cuộc cách mạng trong thế kỷ qua ở các quốc gia hiện đang sở hữu vũ khí hạt nhân đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có thực sự cho rằng những nước đó có thể quản lý vũ khí hạt nhân một cách an toàn trong tương lai vốn không xác định hay không? Nga không bình luận về tình trạng vũ khí hạt nhân của mình trong sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm 25 tháng 6 chỉ bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Moscow bị cáo buộc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong cuộc tấn công ở Ukraine. Các quan chức Mỹ nói rằng Washington không có ý định can dự vào vấn đề nội bộ của Nga để tránh bị Điện Kremlin cáo buộc vụ việc có âm mưu từ nước ngoài. Nhưng trong khi Mỹ và đồng minh đang đối đầu với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, các quan chức phương Tây không ai muốn chứng kiến sự đổ vỡ trật tự có thể gây nguy hiểm cho an ninh của loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới này. Theo nhà nghiên cứu Hans Christensen thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, khi tiến về Moscow, các lực lượng Wagner đã đi qua hai địa điểm từng được sử dụng để cất giữ vũ khí hạt nhân, đó là Voronezh 45 và Tula 50, và lưu ý rằng không biết liệu vũ khí hạt nhân hiện có được cất giữ tại các địa điểm đó hay không. Ông Christensen nêu rõ sự kiện cuối tuần qua gợi lại nỗi sợ hãi của Mỹ kéo dài 3 thập kỷ về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân sau sự tan rã của Liên Xô. Khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991, Nga có gần 30.000 vũ khí được triển khai và cất giữ trong kho dự trữ hạt nhân, gấp hơn 6 lần so với hiện nay. Biến động đó đã thúc đẩy Washington đưa ra một chương trình gọi là Đạo luật giảm thiểu đe dọa hạt nhân năm 1991, giúp Nga và các quốc gia khác tuyên bố độc lập sau sự tan rã của Liên Xô, củng cố, cùng bảo vệ kho vũ khí hủy diệt hàng loạt, hạt nhân hoặc các loại vũ khí khác có khả năng dễ bị tổn thương của họ, để chúng không bị đánh cắp hoặc sử dụng sai mục đích. Tổng thống Zelensky thăm binh sĩ trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tới thăm một số đơn vị ở Ukraine trên tiền tuyến, trao huân chương cho các binh sĩ giữa chiến dịch phản công. Ông Zelensky đã tới gặp các binh sĩ tại tỉnh Donetsk, trong đó có những người tham gia trận chiến ác liệt trên hướng Bakhmut. Video cho thấy ông Zelensky trao huân chương cho lính và xem bản đồ cùng tư lệnh lục quân Oleksandr Sisky. Ông Zelensky sau đó tới trao huân chương và chụp ảnh cùng các binh sĩ một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine đang tham chiến trên hướng Berdyansk. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia vào ngày 26 tháng 6 cho biết các đơn vị tiền phương kiểm soát làng Rinopin ở tỉnh Donetsk, song không công bố thời điểm cụ thể. Đây là ngôi làng thứ 9 mà Ukraine giành lại sau khi phát động đợt phản công từ đầu tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Dranikov trước đó bình luận cuộc phản công của nước này hứng chịu kỳ vọng quá mức. Ông Dranikov cho rằng chiến dịch sẽ thành công, bất chấp lực lượng Nga đã thiết lập các tuyến phòng thủ rất mạnh. Ông Dranikov cho biết quân đội Ukraine không có dự định phản công chớp nhoáng. Các hoạt động trong 3 tuần qua thuộc giai đoạn chuẩn bị và chưa bao gồm những mũi đánh chủ lực của chiến dịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!